Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và nay em sẽ giới thiệu với các bác một chiếc xe địa hình MTB Check 4900, một thương hiệu rất là nổi tiếng của Mỹ. Như các bác biết thì Check là luôn đứng đầu về thương hiệu cao cấp về dòng xe đạp thể thao. Và nay em về một chiếc địa hình Check 4900 với sử dụng cấu hình của Shimano DLJ XT. Vâng. Và tất cả đồ đều của Bontrager của hãng đó nhé. Giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết xe. Vâng, ở đây chiếc xe Check 4900. Hôm nay em về chiếc Check này hình thức còn rất là tốt các bác nhé. Như rất ít những vết xước. Một thương hiệu không quá xa lạ với các bác rồi. Luôn đứng đầu về xe đạp thể thao. Chiếc xe thuộc series thứ tư của dòng xe địa hình Check 4900. Đi cùng với thương hiệu Check thì là Bontrager, một hãng làm phụ tùng của riêng xe Check. Cọc yên của Bontrager đó nhá. Yên của Bontrager luôn. Nguyên tin theo xe. Rất ít khi em về những chiếc xe mà được giữ nguyên được bộ lốp. Hôm nay em về một chiếc Check giữ nguyên lốp Bontrager đây. Có thể thấy và vành cũ của Bontrager, nó phải đi rất là ít, rất là mới. Số vành là 26 và cỡ lốp là 2.20 thôi nhé, lốp gai. Trên vành có một số cái tem của hãng đây. Xe được trang bị khung nhôm. Và được đi dây êm sườn thôi nhé. Cao cấp của Shimano DLJ XT B10 tầng lít. Mayer là của Shimano. Các bạn để thấy Shimano chứ Shimano đây. Phanh vít của Mỹ, phanh dầu thể lực. Đùi đi trục rỗng. Với trục rỗng 3 tầng của Shimano. Gạt đĩa của DLJ luôn các bác nhé. Thì bên trên đây phốt ở ghi đông nguyên zin của hãng Bontrager, nguyên bản theo xe. Lấy chữ Bontrager đây. Tất cả đồ phụ tùng trên xe đều của Bontrager. Tay nắm cao su của Bontrager nguyên bản. Có logo. Xe được trang bị khóa hành trình trên tay, giúp các bác có thể khóa mở sóc trên tay rất là tiện lợi, không phải cúi xuống để khóa nữa. Khóa và mở đây. Được trang bị bộ tay bấm xả cao cấp của Shimano DLJ với 10 tốc độ và 3 tốc độ bên đĩa cho xe 30 tốc độ các bác thay đổi.
và phanh dầu Avit. Đây là phanh trước đây. Và giảm sóc của xe. Xe vẫn giữ được nguyên cặp lốp của bao chân gơ nhé. Và vành. Bây giờ xe vào đo thì tao không đứng được xem. Xe có size đứng là 43. Và 54 là size ngang. Của các bác từ 1m6 đến 1m7. 1m73 đi với chiếc xe này. Xe vào đánh giá chuyển động. Dây 10 tầng lít đến lít. Chủ đề của Shimano DOJ XT là cao cấp. Đúng lít. Rất tốt thôi nhé. Phía bên tay phải em bộ đùi đĩa 3 tầng trục rỗng của Shimano. Đúng đĩa. Lên đĩa. Và phía bên dưới khung qua mã khung có bên đây. Một số cái logo. Vâng, và vừa đánh giá trong chiếc xe Check 4900, một thương hiệu rất là nổi tiếng của Mỹ. Chiếc xe được trang bị group của DOJ và DOJ XT. Trang bị bộ phanh đĩa dầu thủy lực Avit của Mỹ và tất cả đồ đều của Bonchanger. Nguyên zin nguyên bản cho xe. Chiếc xe được bán tại cửa hàng mức giá 12.800.000. Miễn phí ship toàn quốc và Vĩnh Bắc chuyển hết tiền. Và bảo hành 1 năm. Các bạn quan tâm nhắn tin Zalo 0975 709913 để xem hình ảnh chi tiết về chiếc xe. Lên YouTube theo dõi Anh Kiên Xe Đạp và nhấn chiếc chuông để được nhận những thông báo mới nhất về những xe đẹp có tại cửa hàng. Xin chào và cảm ơn các bạn theo dõi video.